Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mai Nguyên sẽ giới thiệu một mẫu điện thoại giá rẻ đến từ Nokia. Đó chính là Nokia 220 Dual SIM vừa mới ra mắt vào tháng 2 vừa rồi. Đây là hộp của chiếc điện thoại Nokia 220 Dual SIM màu vàng của chúng ta. Như các bạn đã thấy thì mặt trước là hình của sản phẩm. Máy có camera 2 megapixel, chơi nhạc MP3, sử dụng 2 SIM kết nối mạng 2G. Bên hông hộp có ghi thông tin là máy được kèm theo thẻ nhớ 4GB và hỗ trợ lên đến 32GB. Mặt sau cũng in một số thông tin của máy và các phụ kiện kèm theo, gồm một pin, một tài liệu hướng dẫn sử dụng, một sạc và tai nghe. Máy sử dụng cổng kết nối trực tiếp micro USB. Ở đây hiện tại Mai Nguyên đang có 3 màu, đó là màu đen, màu vàng và màu đỏ. Và sau đây mình sẽ khui hộp. Và đây là chiếc Nokia 220 Dual SIM màu đỏ của chúng ta. Ở phía bên trong là phụ kiện kèm theo. Đây là bộ sạc kèm theo máy với cổng micro USB. Và một tai nghe. Máy sử dụng pin có dung lượng là 1100 mAh, thời gian chờ tối đa lên đến 24 ngày và khi đàm thoại là 15 giờ. Một tài liệu hướng dẫn. Các phụ kiện trong hộp Nokia 220 Dual SIM khác màu cũng có màu đen tương tự như nhau. Đây là chiếc Nokia 220 Dual SIM được thiết kế nhỏ gọn, vỏ làm bằng nhựa. Mặt trước máy phía trên là logo của Nokia, loa thoại. Và máy sử dụng màn hình 2.4 inch với độ phân giải là 240x320 pixel. Như các bạn đã thấy thì các nút bấm rất vừa vặn, êm tay khi nhấn vào. Phía dưới là micro để cho chúng ta đàm thoại. Hai cạnh bên và mặt dưới không có các nút tắt hay là cổng kết nối nào. Tất cả được đưa lên hết ở cạnh trên. Mặt sau gồm có loa ngoài và camera 2 megapixel. Có khả năng quay phim QVGA. Ở cạnh trên gồm một cổng audio 3.5, cổng micro USB và đèn pin. Chiếc điện thoại Nokia 220 Dual SIM của chúng ta vẫn giữ những thiết kế tiện lợi. Tuy là chiếc điện thoại giá rẻ nhưng Nokia 220 Dual SIM với nhiều phiên bản màu sắc và trẻ trung rất hợp với xu thế hiện nay. Mặt lưng có thể tháo ra dễ dàng để các bạn có thể lắp SIM và thẻ nhớ và pin. Bên trong là khe cắm SIM. Cả hai khe SIM 1 và 2 nằm kế ở bên nhau. Bên hông là khe cắm thẻ nhớ. Ở đây đã có sẵn một thẻ nhớ 4GB cho các bạn. Nokia 220 Dual SIM có giao diện đơn giản, menu và màu sắc rất là dễ nhìn. Máy chạy trên nền tảng Nokia Series 40 và được cài sẵn một số ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Yahoo và trình duyệt Express. Ngoài ra, Nokia đã cài sẵn 6 trò chơi để cho các bạn giải trí. Với công nghệ Nokia Slam giúp cho bạn có thể kết nối nhanh và dễ dàng thông qua Bluetooth, Nokia 220 Dual SIM rất thích hợp cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Có 3 màu để cho các bạn lựa chọn: vàng, đen và đỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.